Hello cả nhà, con chào cả nhà. Hôm nay con chia sẻ đây là đường phố của nước Mỹ nha, Cali nha. Con chia sẻ xong cái đường phố này xong cái con sẽ chia sẻ luôn làm sao mình coi chiếc xe nó có bị hư cái gì không, có cần sửa gì không. Con sẽ giải thích cho cả nhà coi là mình coi cái air filter của chiếc xe tháo ra làm sao, sửa làm sao, khỏi tốn tiền. Đó, clip này của con muốn giúp ai mà ở Việt Nam có xe hơi mà không biết sửa xe. Đó, rồi coi clip của con, rồi biết sửa, rồi khỏi tốn tiền. Bên Mỹ cũng vậy thôi, bên Việt Nam không biết sửa xe, mình trả tiền công cũng nhiều, cũng mắc. Còn mình ở bên Mỹ, mình không biết sửa xe, mình trả tiền cũng mắc, đúng không? Đó, giờ mình coi cái clip của con xong cái biết sửa cái tự mình sửa khỏi trả tiền cho người ta. Thấy không? Tốt không? Quá tốt. Học xong cái mình biết sửa cái khỏi trả tiền tại sửa cái filter. Hay cái này nó tính 100 với 150 200 đô đó, tiền công không đó. Đó, hôm nay con chia sẻ là ai mà coi giờ khỏi cho người ta sửa, tự mình sửa. Ok. Rồi giờ mình bắt đầu nha. Con muốn cho cả nhà coi xe Lexus, xe Honda, Toyota, xe gì cũng vậy. Mình biết lái xe, mình phải biết làm sao coi xe. Nhiều cái mình mua về mình cứ chạy hoài nó dễ hư lắm. Mình phải biết cái xe, lâu lâu mình phải coi có bị thiếu nhớt không, bị thiếu xăng không. Nè, bây giờ bắt đầu theo con coi nha. Đó, thứ nhất mình mở cái nắp giờ thấy không, cái nắp mở thấy không. Rồi mình sẽ coi cái này mình kéo này coi. Còn cái này là cái chỗ đựng cooling, cả nhà thấy màu đỏ không? Nếu mà cái nước nó tới đây á là đầy, còn nếu mà nước nó xuống dưới đó không đủ nước, nước nó không đủ nước nó sẽ hút nước đây, cái ống này nó hút nước vô cái máy này, cả nhà thấy cái máy này hút máy này. Nếu mà nó không đủ nước cái máy này nó sẽ u hít, nó sẽ làm cái máy nó sẽ chết là không chạy nữa, là làm lại cái máy không á là tiền công nó khoảng 4.000 đồng đó. Cả nhà cẩn thận nha. Đó, cẩn thận cái này. Đó. Rồi cái này là cái điện battery, có battery là cái điện. Cái này có cộng trừ đó. Mình coi cái dưới này nó có bị dơ không? Cả nhà ha, có bị dơ không? Hai bên này nè. Đó, cộng trừ nó có bị dơ mình phải chà sạch nó. Tại xe này xe mới. Bởi vì không có dơ. Đó, bởi vì mình không cần chà. Rồi nếu mà xe cũ mình mua nó sẽ thấy nó bị nám, bị mấy cái trắng này mình phải chà ha. Đó. Rồi bây giờ con cho cả nhà coi. Xe mới mình không cần coi mấy cái này. Xe cũ mình coi nó cái này nó bị nứt không? Mấy ống này bị nứt không? Mấy cái ống này nó bị lỏng mình phải dặn lại. Rồi, bây giờ con cho cả nhà coi cái oil. Xe nó có nhớt. Mình kéo nó ra coi nó đủ nhớt không nha. Kéo nó ra nè. Cái nhà coi. Rồi, cái nhớt cả nhà coi nó có một lỗ hai lỗ nè. Nếu mà nhớt nó đụng tới đây á
là đầy, còn nếu mà nhớt tới đây nữa là thiếu, là cái này nhớt nó đủ nè, mà nó nhớt hơi dơ. À, xe này xe mới mà chạy nó 5.000 mai rồi, bởi vì nó hơi dơ. Bây giờ mình lao thêm một lần nữa, mình đúc vô lại nhớ hai lỗ này, ok, làm đúc lôi lại mình coi thêm một lần nữa coi nó có đủ nhớt không nha. Cái nhà coi coi này, đúc vô nè, đó, đúc vô, xong cái mình kéo ra, à, chiếc xe, đó, kéo ra mình coi, thấy không, nó đủ nhớt nè, đó, thêm một viên, hai viên, hai cái lỗ đó, nó cái nhớt nó tới đây là mình đủ, còn cái nhớt ngay giữa là mình thiếu, nhớt kiểu này là cũng hơi dơ, cũng còn chạy được, mình phải đổi. Mình phải đổi nhớt. Nhớt cửa này nó dơ chút xíu thôi, mình chạy khoảng 2.000 mấy bay màng mang, mình phải thay đó. Rồi à, còn cái này nữa. Cái này là air filter. Chiếc xe của mình á, luôn luôn á, mình phải check cái này. Mình mở cái này ra nè, thấy không? Đây nó có một nút, hai nút nè. Mình mở nó ra. Đó, mở nó ra. Cái này nó dơ đó, làm cái máy nó yếu. À, tháo ra. À, lấy hai tay mình đỡ nó ra. Em thấy không? Đó, nè, lấy cái tay này kéo nó lên, đó, nó vậy nè. Thế nhà thấy nó sạch sẽ, nó trắng vậy đó, là không cần đổi. Thấy nó trắng mà nó vàng vàng vậy đó, nó sạch sẽ không cần đổi. Còn nếu mà nó dơ, nó đen á, mình lấy nó ra, mình mua cái mới mình bỏ vô, mở cái nắp ra, lấy này ra, mua cái mới bỏ vô thôi. Đó, rồi đóng lại, nhớ đóng lại nha, đóng lại. Đó, mình đóng lại. Còn mình đi hút bụi, máy hút bụi hút sạch sẽ rồi đó. Rồi mình bỏ cái mới vô. Đó. Đó, cái này là quan trọng nhất, mình có cái này. Rồi cái này. Rồi coi mấy cái này nó bị lỏng và bị nứt gì không. Rồi cái này mình đo nhớt nó đủ không vậy thôi. Mình phải thay. Đó. Rồi cái này mình phải, cái này quan trọng nhất nè. Nếu mà thiếu cái máy nó sẽ cháy, cháy xe nó sẽ overheat á. Cái này nó quan trọng lắm. Còn cái bình này á, là bình này lao kiến, cái kiến nó lao kiến, cái bình này bình nước lao kiến, bởi vì không có cần thiết không, mình nếu mình muốn lao kiến mình thêm nước vô, còn mình không lao kiến mình không thêm. Còn nước này, mình nước màu đỏ này phải luôn luôn đủ, nó mà thiếu một cái là nó sẽ cháy máy. Hay là cô nói không đó. Rồi còn có cái nữa, có chỉ lên đây nè, cái chiếc xe mình coi nó còn zin không á, cái nắp nó zin á. Nó sẽ có cái label sticker. Đó, xe này mà xe mới mua nó có label nó Lexus nè. Đó, nó sẽ theo Lexus của nó là zin. Honda nó sẽ theo Honda luôn. Còn nếu mà nó không có là không có zin. Có nói không? Rồi thôi giờ con nói tới vậy thôi nha. Rồi nhớ Lexus, Honda, Toyota xe gì cũng mình cũng phải check cái này hết á. Là cho xe mới xe cũ. Mình nếu mình không có check á, xe nó sẽ hư, nó không có bền. Là con chia sẻ thôi nha, con không phải là dạy ai hết á. Là con cảm ơn cả nhà nha. Ok, bye bye.